Em à, chào các bác nha. Hôm nay quay cho các bác ba mẫu nồi cơm 1 lít của hãng là Toshiba, mẫu tô bầu quyền thoại nè. Cực kỳ cực kỳ cơm ngon. Mẫu Panasonic, mẫu Tiger áp suất 2 bi nấu cơm cháy. Thì à, ba mẫu nồi này đều là nồi 1 lít nấu cho 5 người ăn. Mỗi lần nấu được 3 bát gạo. Thì uh, thật sự 5 người 7 người thì em không có nhất thiết, nhưng đúng cái dung tích mỗi lần nấu 3 bát gạo thì mua đó thì uh, thật sự nếu mà nhà mình đông người bảy tám người nhưng mà ăn lượng cơm ít thì mình cũng nên mua những cái nồi nhỏ như thế này nấu nó tiết kiệm điện đó thì uh, đầu video chú bác là xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe mình xem video mình đăng ký kênh nhóm like ủng hộ em thì lên nóng cho các bác nè thì những cái mẫu này là hàng vừa cập bến khi chiều em test ok thì giờ này em cho đăng lên nè lên nóng cho các bác luôn đó rồi à, thì mẫu đầu tiên là giới thiệu bác một mẫu tô bầu thì uh, nếu mà mình thì nói chung là không gài thêm lên cái nào con bác hết cái đó em cũng chưa tính lên đây các bác nhưng mà lên cái tô bầu nào cũng năm ba người năm ba vị khách gọi hỏi mua hết nhưng mà chỉ có một cái thôi thì bây giờ lên nóng cho các bác về làm test lơ lên liền để cho các bác có thể là mua mà hụt đó giờ người ta mua lại thì mẫu nó rất là đẹp các bác hàng dùng nước thì hàng tuyển chọn của nhật không nha tuyển chọn là từ bên nhật đó về việt nam mình đó chứ không phải là mấy hàng bãi hàng lô đâu nhìn đi nhìn cái nước hàng là các bác biết điện áp là 100V công suất của nó ngàn là 100W này các bác 1100W ổn lý di ban là sử dụng trong thị trường di ban là thị trường Nhật nè cho các bác coi nè đó một dòng các bác nè thế cao tầng ih áp sức thì nếu mà ăn cơm cái nồi này á thì nó ngon như cái nồi tô vuông tô chuông vậy đó các bác nhưng mà cái giá thành nó mềm cho các bác chỉ dàng sử dụng mà những cái hàng đời cổ thì nó dày và nó nặng hơn những cái dòng đời sau và bên trong cho em nè Nà mới như chưa xài luôn rồi các bác không có lăn tăng lần tăng gì trơn á nếu mà mình mua hàng mình biết cái giá trị sử dụng còn nếu mình chưa gành hàng thì mình cứ theo dõi cái từ từ mình mua đừng có gấp ta nói dùng tóc bóc đạt còn nếu mà mình muốn mua thì mình coi hỏi có cái người thân bạn bè mà người ta biết nhìn hàng đó kêu người ta cũng coi dùm rồi mình mua đó thì cái lòng trong là son găng diễn à, son găng rất là đẹp các bác nè đó sơn rất là đẹp luôn cho các bác nào xuất sắc nha đặc biệt là son hai đáy cái son này nó dày lắm các bác nó dày cũng không thu kém cái nồi tiger và son gớm nè đẹp ghê không rồi vào bên trong cho em thấy chung là quay nhiều cái nồi thì em cũng nói hơi ngắn gọn thì cái gì mình không họ gõ, gõ không gành mình có thể là liên hệ với em để mình được tư vấn và có thể là tìm hiểu thêm đẹp như nhức nách cái phần bi này còn mới trác mới tinh là đời 2010 các bác thì tô bầu tô này gọi ta gọi là tô bầu tô ngọc trai cao tầng ih áp suất khối trung không cơm mềm cơm dẻo cơm dai cơm cháy gạo lứt đầy đủ mới tinh nè bên trong nè thường em hướng dẫn các bác mua hàng là thế nào nè chọn nè ngon nè mềm dẻo mướt được bên trong đây không có dấu hiệu oxy quá rất là là ok cho bác mà cái tình yêu nào kiểu như chưa có biết để mình mua giờ những cái này nè mình học hỏi mình nghe em nói rồi mình có thể là chọn cho mình được cái tốt và cái đẹp rồi ngoại thắt xong nội thất xong rồi cái cấm điện và báo giá thì giá cũng mềm cho các bác dễ mua nè rồi các bác ơi thì bây giờ là cấm điện vào rồi nút nấu cơm cho em chế độ cơm cháy nè 70 phút thì nào là ngon như nồi mà cơm cháy ngon như nồi tiger luôn đó nhưng mà hạn chế nấu cơm cháy cái nồi này tắt hâm cơm bấm một cái hâm ấm bấm một cái hâm nóng không hâm tắt chỉnh chế độ nấu cái này là nấu nhanh nè dành cho mình nấu một lon gạo một bát gạo đó tắt cho em không sử dụng hẹn giờ sáng chiều hẹn giờ bấm vô đây chế sáng chiều cái này lúc giờ còn nút phút thì sẽ đúng thời gian này có cơm mình ăn nè thì chờ đợi nấu nó sẽ nó sáng ở đây nè nấu nó sẽ sáng ở đây chính xe đây tắt cho em mỗi này bán cho mình triệu tám nha mua thì chụp màn hình gửi qua zalo cho em lên cái mã này gọi là mã số 1 dán triệu tám cặp 300 các bác trả tiền ship chuyển khoản đủ triệu tám em bao ship bảo hành cho mình là 6 tháng nhận hàng là kiểm tra thoải mái em đang bán đâu nguồn điện hai ngàn watt giá 550 000 đồng đỡ điện 3.000W máy bán giá 700 000 đồng thì nếu mình có, có nhu cầu trên bóc liên hệ với em nha qua mẫu cho các bác rồi các bác mã số 2 là một cái nồi của Tiger cái mẫu này gọi là quyền thoại trên kênh của em mà quyền thoại như thế nào bán số lượng và xài thì khách đảm bảo là 10 người là hài lòng hết 10 người em không nói nhiều nha không ngại mất rất là nhiều mà đừng cái làm lên video nào mà nó có nồi Tiger là bán hết nồi đó thì các bác biết rồi đó nó tại sao mà là khiến người ta hay mà kiếm mua thì nó bền 2016 là năm sản xuất điện là 100V công suất là nó là 12 đó bắt in cho ban là sản xuất cho Nhật để sử dụng cho chân Nhật thì cái mẫu này mới là 18 triệu rưỡi 18 triệu rưỡi dao động là 18 triệu rưỡi đến 19 triệu đó còn nếu mà có son chân thì nó là bụng 7 triệu ngoài 7 triệu rưỡi mẫu một lít nấu cho 5 người ăn cao tầng IH áp suất 2 bi nó công cháy cực kỳ ngon mẫu này áp sức rất là mạnh cơm cực kỳ ngon vì nó có 2 bi nó nén rất là áp sức rất là mạnh nha ok ngon lành nè cắm nách này cái mẫu này rất là sang các bác nếu mà mình có cái phân cái phòng mình để ăn cơm riêng á mình để làm bao sang nhấn nách cho các bác luôn vô nội thất thì không có gì mà bàn cãi chân nè hàng của em bán thì các bác cứ yên tâm cái chuyện đầu tiên là cái 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 chất lượng cái nguyên viên nè phần nhựa áp suất của máy tinh là áp suất 2 bi nè nhà bên trong đây nữa nè đó quá đẹp quá xuất sắc cho tình yêu nào mà nếu mà có, có nhu cầu sử dụng cái nồi này các bác mua về cho bố mẹ nó cũng được những người già ta xài cũng rất là ok dễ xài và dạ, kiểu như là nó không có hơi giặt á nè các bác con nè nè cái con nó rất là dày nè dẻo nè các bác thấy không đó cái tháng tết là em bán mấy chục con một tháng luôn mấy chục con nồi như thế này lòng nồi nè nó thận tay nè đó son sần nha sàn trong sàn ngoài luôn các bác đó thì Hôm nay rồi em quay có cái video mà có hai cái nồi á Cái mã số 2 và mã số 5 á Trời quá cho nhiều bác mỏ mua luôn mà tiếc Thì hôm nay về đường cái nữa nè Nói chung là em cũng đang order Em cũng đang đặt về liên tục các bác Thì sẽ nếu mà mình mua chuột cái này Thì mình chờ video sau Mình đăng ký kênh đi các bác nó sẽ thông báo cho các bác rồi các bác mình mua đó nói chung là thật sự là được các bác gọi là cũng rất là nhiệt tình ủng hộ thì em cảm ơn những bác đã mua hàng của em và những bác nếu mà chưa mua hàng thì em cũng cảm ơn luôn vì đã xem được cái video của em đó xem video ủng hộ em đó thì em cũng cảm ơn hết tất cả cái tình thương của các bác thì đôi khi mình buôn bán ở đây đó mình nhờ là cái sự gọi là người ta ủng hộ vì sao để người ta ủng hộ mình thì người ta nhận lại được cái chất lượng người ta đặt niềm tin khách hàng nhận lại cái chất lượng cái khách hàng ủng hộ mình tiếp tục nói các bác đẹp đẹp này trong ngoài đều đẹp hết nha đẹp đó rồi bây giờ ngoại thất nội thất xong rồi tới phần cấm điện báo giá cho nó nhanh gọn tính em nó thật sự các bác mua hàng được của bên em là các bác gọi là có cái duyên rất là nhiều người bác thì em bán em test thì chế độ nấu nhanh nè Nhưng mà em bán thêm chỉnh cho bác chế độ nấu ngon để em chỉnh như đầu tiên đầu tiên là nấu sinh thái nấu này thân thường cơm cháy nè tắt mình không nổi lên còn bấm gì là nấu nấu cơm trắng có cháy thì uh, đây là một cái mẫu mà nó không hiển thị thời gian lúc đầu nó sẽ kết thúc chương trình tầm 15 phút còn lại thì nó bắt đầu đếm ngược tắt cho em không, không sử dụng mình không ăn cơm cháy thì mình tắt cho em nha cái này cơm ngon nè bác chỉnh cơm ngon của bác về các bác bấm thì nó sẽ hiển thị lúc này và này, giờ này giờ sáng nè là chờ đợi nấu là đang nấu nhớ em xin lỗi còn hẹn giờ sáng chiều 30 phút sau Bây giờ chỉnh đúng không giờ gia đình có bắt cơm nè đúng lúc phút Đúng lúc giờ thì sẽ đúng 14 giờ 40 này có cơm ăn Giờ để nấu nó sáng ở đây nè Nấu sẽ sáng đây và chính nó đây tắt Nhắn giữ đây cho em 3 giây Thì nó sáng đèn như vậy nè Nó đang cho hâm không hâm mình tắt Sau cháo gô lứt thì đầy đủ hết Chọn đường thì nấu thôi cái đầu nấu tổng hợp Rồi Mẫu này em xe cho mình với giá là 2,4 triệu thì cái mẫu này là đẹp nhất nách cho các bác luôn nè hoa ho, văn cargo nữa nè nó 2,4 triệu thì nồi mới 18 triệu mấy 19 triệu nhưng mà nồi cũ thì nó có 2 4 triệu tư nhưng mà cái hình thức mới tầm 90 đến 95 phần trăm như vậy thì cái giá 2 triệu mấy nó phù hợp với những bác có, có nhu cầu đó thì em hay nói một câu vậy nè người có nhu cầu thì thấy nó đơn giản lắm người không có ngu ngôn nhu cầu hoặc là người không biết giá trị không có có nhu cầu xài thì đôi khi cho người ta người ta cũng không xài không lấy nữa chứ nói chi mà người ta mua bạc triệu nhưng mà các bác mua những mặt hàng này là những người tiêu dùng thông minh người ta biết người ta đang mua hàng cũ và người ta nhận lại được cái gì đi tôi mua hàng cũ đi tôi mua hàng cũ nhưng mà ông mua hàng mới đi ông xài ba bốn cái nhưng mà tôi xài cái hàng cũ nó vẫn còn nhưng mà đem lại cho tôi cái chất lượng gọi là làm sao trải nghiệm công nghệ nấu cơm của nhật đó nó xứng đáng với cái gì người ta bỏ ra Chụp màn hình gửi qua Zalo cho em nha, giá 2 triệu tư, mua thì cho kem 300, chuyển đủ bao ship, bảo hành 6 tháng, nhận hàng được kiểm tra thoải mái. Lưu ý giúp em, điện 100 và 110 qua mẫu cho các bác. Rồi thì cái mã số 3 này là một cái nồi của Panasonic, mẫu xăng sức 23, hàng dùng nước. Thì mẫu này những cái mẫu mà em quay đó, hôm nay là mới tầm 90 đến 95% hết các bác, riêng cái mẫu này mới 98 luôn các bác Rất là đẹp, nè, 103 là xăng sức 23. Nè, nhiều chức năng nấu nè, Xôi, cháo, gạo lứt, cơm cháy luôn nữa nè mà hạn chế nấu công cháy giùm em nha. Nếu nấu không cháy thì mua Tiger. Nấu gạo trắng nè. Đó, đầy đủ. Nồi đẹp nhất nách cho các bác luôn nè. Quá đẹp quá xuất sắc cho tình em yêu nào mua cái nồi này. Thì nồi này chỉ có ngoài cao tầng và cốc nước bù ẩm. Nhưng mà steam là hơi nước phun xương. Eco là tiết kiệm điện. Đó. Một dòng các bác xem nồi này không có áp sức nha các bác. Không có áp sức nó dễ xài cho đó những người già và trẻ em. Nó không có hư giặt và đường cá là không xì sọ cái trơn mình xài có vô tư cho em nhưng mà cái chất lượng cơm thì em đảm bảo các bác nha không thua gì những cái nồi áp sức đôi khi còn ngon hơn đó nó không gọi là bù ẩm tái tạo hơi nước phun xương đâu phải là nồi nào có áp sức cũng ngon đâu các bác những cái nồi áp sức thường thật sự các bác đừng có nói tới không bao giờ bằng những cái nồi này thuộc phân khúc cao cấp của người ta thì nếu bây giờ nói mà có áp sức mới ngon thì sao người ta không làm áp sức luôn đi đó mà sao tại ta làm như vậy phục vụ bền bỉ cơm ngon thì nếu mà hàng mà đã qua cái công đoạn mà để mà đưa đến tay các bác thì người ta đã test cơm rất là trăm ngàn lần chuẩn cái mực cơm người ta mới đưa ra cái dòng sản phẩm cho nên là mình cứ yên tâm nếu mua nồi là công nghệ từ công nghệ cao tầng là công nghệ từ nè là đã quá ngon rồi chứ không cần có áp sức nếu các bác có áp sức nó sẽ hỗ trợ thêm một tí thôi đó 2013 năm sản xuất như em giới thiệu lúc đầu nè điện áo 100V công suất 210 w nó bán đồng điện 2000W giá là 550 000 đồng đồng điện 3000W nó bán 700. Cái đổ nguyên điện 3000W các bác có thể là nấu được hai nồi cơm một lúc là mới tinh luôn nè, vỏ trắng tinh là trắng đẹp luôn nè các bác. Em không có bao giờ nó điêu cái nấu này là nó bền bỉ nè bên trong nè gòn nè mà steam này là công nghệ hơi nước phun xương nè bên trong cho em nè đó đây nè bên trong nè các bác coi nè có cái gì mà có để các bác mà lăn tăng đâu nè nó mới đẹp ghê luôn không nè đó không đẹp đâu không có lấy tiền các bác hàng em tuyển chọn là từ bên nhật hết này cho, cho các bác coi hết nè là nó mới nó đẹp nè em quay rất là cận cảnh à, còn cái phần này nè đó này là bác không quá cho các bác không? nó đẹp nó mới nè nó sẽ hút nước vô đây nè nó phải phun xương vô vô đây nè phun xương ra đây nè ra đây nè đây này cốc nước nấu thì đổ nước vào cho đem nè như nước còn ở đây nè và đặc biệt cái lòng nội son đá vàng mã đồng nhấc nách cho các bác luôn đẹp chưa cái son đá vàng mã đồng này là của Natuna National nó truyền lại cho Panasonic nè mà còn nồi đẹp như vậy nè cái đít nồi rồi nè đẹp không này đẹp nhưng mà bên trong vẫn đẹp đó ông anh ông anh kim tiến nè gọi là cái kim cương nhân tạo công nghệ làm son của Panasonic thì em xin chia sẻ thêm cái này nữa nha để các bác có cái kinh nghiệm mua hàng thì bây giờ mình chọn cái nội thất như thế nào lòng thì đẹp thì đúng rồi đó nhưng mà đôi khi mình uh, tiết kiệm tiền những cái lòng nó không đẹp nó có chày có chóc mình nếu mà tiết kiệm tiền thì mình cũng mua nó không ảnh hưởng gì đâu không có ảnh hưởng chống dính không có ảnh hưởng sức khỏe vì nhật bộ y tế người ta cấp phép cho tất cả các hãng nồi cơm lòng chống dính không độc hại không có ảnh hưởng sức khỏe là lòng đẹp can như chưa xài cái lòng này là, là dấu hiệu chưa xài là các bác nó không có sức mua cơm mà móng tay cho gạo luôn là nó hạn chế đó rồi cái lòng là như thế cày xước cũng phải cũng mua nhưng nếu mình muốn tiết kiệm tiền thì những cái lòng cày xước thì nó sẽ rẻ tiền đó còn cái gon thì đôi khi là nó sẽ vàng vàng ở đầu đang tí xíu nhưng mà trong đây vẫn xanh thì mình cũng nên mua đó em hướng dẫn như vậy để cho các bác có thể là mua được một cái là nó dễ dàng nhất đâu phải ai cũng có cái điều kiện mà mua cái hàng mà đẹp nó mất tiền đôi khi mình muốn tiết kiệm tiền thì mình nên chọn như vậy nó vẫn là tốt cho mình chứ còn mà tốt là coi là đôi đường tiền về phần mà nó giá mềm và có thể là mình xài được cái sản phẩm nó cũng nó cũng phù hợp rồi các bác thêm đã cắm điện vào nó sẽ có giao diện như thế này nè nút này nấu 5-6 phút nè tắt hẹn giờ sáng chiều chỉnh đúng khung giờ gia đình các bác ăn cơm mà các bác buông ra bấm nút nấu thì sẽ đúng khung giờ này có cơm các bác ăn chờ đợi nấu nó sáng đây nè nấu sẽ sáng đây thì chính sẽ về tắt cho em bấm một cái là ấm bấm thêm một cái là nóng đó nè đây này các bác bấm một cái bấm một cái là hâm ấm là nêm ngu đúng không bấm thêm cái hâm nóng nó sẽ kêu tít tít nè nó là nó đang nóng cấp tốc cho các bác tắt cho em thì ở cái nồi này thì nó cũng nóng kêu như là vừa thôi chứ không nóng lắm còn nếu mình muốn nóng lắm thì mình nóng nhanh cho em bấm vào đây hiện thịnh chế độ gạo bấm xuống đây là gạo trắng không do lứt gạo lứt lứt không do lứt để mà trở về cho em là gạo trắng bấm thêm một cái nó qua chế độ nấu hiện tại là những cái khung này là nấu ngon hết đó là nấu ngon hết nè các bác trong cái khung này là nấu ngon nè thao tác cái cũ ra cái khung này là nó sôi nó cháo nó mềm này 55 phút nè coi nó không cháy của nó này là bao nhiêu phút thì lâu lâu mình nấu chơi bữa cơm cháy hai bữa thôi chứ nấu nhiều thì nó hư cái son 5 6 phút luôn cơm cháy nè chỗ này có cháy tắt rồi thì mẫu này em xe cho mình với giá 2 triệu tư tiếp tục là 2 triệu tư đó mua thì cọc cho em 300 chuyển đủ em bao ship những nào mẫu này là giá cũng không dưới 20 triệu ở bên Nhật đâu các bác một con hút cao cấp nó nặng nó dày nó tốt lắm cô này kia nè thì hai triệu tư đúng một giá mới bán mua thì cọc cho em 300 lưu ý cọc các bác cho đèn ship chuyển khoản đủ em bao ship bảo hành cho mình 6 tháng nhận hàng được kiểm tra thoải mái thì địa chỉ em đang bán mà ở thành phố Hồ Chí Minh bác nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoản đủ thì em giao gấp 1-2 giờ thì mình nhận được nha thì kết thúc video hẹn gặp lại chân thành cảm ơn